nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Thông tin nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời đã khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Vào ngày 4 tháng 3, nghệ sĩ Trần Hạnh đã đột ngột qua đời lúc 2 giờ 50 phút, hưởng thọ 92 tuổi. Những năm qua, sức khỏe ông xuống dốc, mắc bệnh tim mạch, bị hỏng một mắt và một số bệnh tuổi già. Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa và chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ Trần Hạnh. Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1930, được coi là diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt. Ông là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú được nhà nước trao tặng năm 1994. Sau hơn 20 năm, cho tới ngày 29 tháng 8 năm 2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Hơn 2 năm nay, sức khỏe của nghệ sĩ Trần Hạnh xuống dốc, mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái chỉ còn 30%. Tay, chân yếu dần khiến nghệ sĩ Trần Hạnh phải từ bỏ việc đi xe máy. Dù di chuyển chậm chạp, khó khăn hơn trước, nghệ sĩ cố gắng tự lo mọi sinh hoạt hàng ngày. Căn nhà rộng 20m² ở phố Linh Lang của gia đình ông bố trí tầng 1 để xe máy, bàn tiếp khách, phòng ăn ở tầng 2, phòng ngủ của ông tầng 3, hai vợ chồng con trai ở tầng 4. Thỉnh thoảng, ông phải nhờ người dìu xuống vì chân chậm, tay run. Sáng, con dâu chở nghệ sĩ Trần Hạnh ra cửa hàng ở ga Trần Quý Cáp ngồi chuyện trò, hàn huyên với bạn bè cho đỡ buồn. Buổi chiều, ông ở nhà nghỉ ngơi. Vốn là người thích đi đây đi đó, nghệ sĩ ví von cảnh ở nhà một mình bí bách như đi tù. Nghệ sĩ Trần Hạnh xuất thân là công nhân đóng giày. Sáng, Trần Hạnh làm việc ở xưởng, tối về sinh hoạt ở đoàn kịch thanh niên Hà Nội cùng những người bạn như Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Đoàn Dũng, Trần Minh Ngọc. Sau này, ông về đoàn kịch Hà Nội, chấp nhận cuộc sống chật vật với vài chục đồng lương mỗi tháng. Không học qua trường lớp diễn xuất nhưng những ngày tham gia phong trào văn nghệ quần chúng cùng nhiều năm đứng trên sân khấu rèn luyện cho Trần Hạnh khả năng nhập vai linh hoạt. Thời kỳ công tác ở nhà hát kịch Hà Nội, ông từng đóng anh bộ đội, người nông dân, vua chúa. Vai diễn khiến ông nhớ nhất là Nguyễn Trãi trong vở Lam Sơn Tụ Nghĩa. Trong tập sách Người Hà Nội, cố nhà văn Lưu Quang Vũ viết, 4-5 người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội. Những năm đầu thập niên 1980, Lam Sơn Tụ Nghĩa là một trong những vở ăn khách của nhà hát kịch Hà Nội, nhiều hôm diễn phục vụ khán giả đến 3 suất sáng, chiều, tối. Đam mê sân khấu kịch nhưng Trần Hạnh được nhiều khán giả biết đến nhờ các phim truyền hình. Ở tuổi 60, sau khi về hưu, ông để lại dấu ấn trong lòng người xem bởi loạt vai khắc khổ trong các phim truyện cổ tích tuổi 17, Người Cầu May, Chiếc Bình Tiền Kiếp, Hãy Tha Thứ Cho Em. Phim truyền hình gần nhất nghệ sĩ tham gia là Bão Qua Làng 2014 của đạo diễn Quốc Trọng. Sau đó, ông đóng một số tiểu phẩm hài và nhận một vai nhỏ trong phim điện ảnh Cha Cõng Con 2017 của đạo diễn Lương Đình Dũng.